Hello. Trời ơi, sao mày không ngủ đi? Ngủ gì, 30 tháng 4 cho mày trực Covid này, trực ngày 30 tháng 4 này, trực lễ mà. Mình đó trực, trực 30 tháng 4, còn tới bên này là bị 30 tháng 4 nó giật kiểu má. Nói chung là thì 30 tháng 4 bên Việt Nam thì ăn chơi quá trời quá đất mà thì hại sao mà bên này, bây giờ bên đó là khuya rồi, trưa mới sáng 30 tháng 4 mà phải không? Vâng. Thì nhớ thận trọng nha, lễ lọc là lọc, chứ còn cái chuyện mà Covid hiện giờ đang lây lan mà hiện nó bùng phát dữ dội là chết luôn á. Không coi cái gì để tao kiếm cái gì dây phone của tao đã mất tiêu rồi ta. Không cần dây phone, không cần dây phone. Dạ rồi. Vẫn trong vẫn chuẩn. Chuẩn cái gì thì bữa nay gia đình bị lây nhiễm rồi, bả cũng bị nhiễm Covid. Tao thì chích 2 mũi rồi, bả thì chích 1 mũi rồi mà giờ bả đang từ từ hồi phục. Thì ở nhà không dám đi đâu hết. Nói chung vậy, thằng con trai thì cũng mới check vì nó cũng test virus thì nó bị nhiễm nữa rồi. Nhiễm hoài bị nhiễm á. Bị nhiễm. Không có sao, bả bị giặt mấy ngày cho chích ngừa nữa rồi xong bây giờ nó cứ tái đi tái lại thì bữa nay thì khỏe rồi. Mà trong khi đó mà gia đình bên này cũng bị xèo nhiều chuyện, cũng dính líu tới Covid. Ông thông gia thì ông đã mất rồi, ở bên Ấn Độ á, ông mất rồi, ông là người Ấn Độ mà ông mất rồi. Gia đình nó cũng có nhiều chuyện xảy ra cho nên nhiều khi bố người bác cũng không muốn lên, đang để cho gia đình nó bình yên chút. Cháu thì bác đăng cái tốt chia buồn với gia đình thông gia thì qua đây cũng chia buồn, mỗi bác chia buồn với gia đình thông gia bác. Thì chuyện gì nó cũng phải tới thôi, nó qua đi chuyện gì cũng ấy. Bởi vậy anh bên ta mới nói là bên Ấn Độ hiện giờ nó toan mà nó khủng khiếp lắm, cho nên vì chỗ đó thành ra thận trọng. Ở Việt Nam mình phải thận trọng. Việt Nam mà bên cấp lãnh đạo rồi cũng khuyến cáo người dân, rồi Thủ tướng Chính phủ cũng ra chỉ thị, rồi cũng nhiều cái rất là hay. Nói chung là vậy đó. Hiện giờ đang cảnh giác cao độ, nhất là những cái vùng ven biên, ví dụ như bên Trung Quốc, bên Campuchia, những vùng giáp giới Việt Nam Lào rồi mấy cái đó, Việt biên nó qua thì mình phải cảnh giác thôi. Chứ còn Việt Nam mình đang yên bình. Mới đọc báo hồi sáng thì mới thấy 50 mấy người bị nhiễm nữa. Cái đó cũng là do người nước ngoài đem vào, những người vượt biên trái phép rồi đủ thứ chuyện trên đời. Bây giờ thì nước Nhật ở bên ngoài, nước Ấn Độ tan thương hơn gọi oxy thiếu, cho nên là bây giờ đầu gối dành giật oxy cho người thân, đánh đập lẫn nhau, dẫm chân là bác sĩ bó tay luôn. Bệnh viện quá tải rồi, lò thiêu xác quá tải thì cũng biết, đọc báo cũng biết rồi đó. Nó kinh khủng đến mức độ như vậy. Nhìn lại Việt Nam mình đang yên bình, nhưng mà đừng có không nên mất cảnh giác. Không mất cảnh giác này, không được chủ quan. Và chiều nay ấy, thì họp trực tuyến với nhiều cái chương trình, nhiều cái phương án để phòng chống dịch, thậm chí là đến tận các phường xã là trong ngày nghỉ lễ Tết này, thực hiện 5K, đặc biệt là về khẩu trang và khai báo y tế. Đi khỏi địa phương, cán bộ công chức đi khỏi địa phương, đi từ tỉnh này qua tỉnh khác phải xin phép lãnh đạo. Đấy. Còn người dân ấy, đi về khai báo y tế, tự động khai báo y tế, không người ta phạt và bỏ tù đó. Đợt này là chính phủ làm quyết liệt lắm, phải làm quyết liệt, không là chết. Cái giặc này nó kinh khủng hơn là chiến tranh. Chiến tranh thì bảo vệ mình còn thấy địch thấy ta, còn biết kẻ thù, còn cái này không thấy mới là ghê. Cái này nó còn ghê hơn vấn đề chiến tranh, nhân dân chiến tranh mà súng đạn nữa, là bởi vì mình súng đạn mình còn thấy kẻ thù, còn cái này mình không thấy. Vì từ đó mình rất là khủng khiếp. Ở bên Mỹ này thì sau khi chích được cũng 200 triệu người là thấy cũng đỡ đỡ rồi, có nghĩa là thấy nó chận lại rồi, thấy nó chận lại rồi, có nghĩa là nó không còn gia tăng cái sản xuất, không còn gia tăng cái vấn đề coi như là chết nữa. Chết thì bây giờ nó vẫn có điều nhưng mà nó ngày xưa ví dụ như chết 3.000 người thì bây giờ nó còn chận lại rồi, nó bớt rồi, nhưng mà nó khủng khiếp lắm. Nước Mỹ này bây giờ thứ gì Ấn Độ vượt lên hàng thứ nhất rồi, nó chạy qua mẹ nó qua mặt của Mỹ luôn rồi, ghê gớm. Thiết bị y tế, nhưng mà cái này đúng là mà lợi dụng cái này mấy ông đấu đá nhau cái này chính trị. Thay vì vậy thì thằng Mỹ hiện giờ đang dư thuốc, thì không biết nó có cho không, không biết nó có viện trợ cho không. Nhưng mà là Mỹ và Anh sẽ viện trợ nhân đạo về y tế cho Ấn Độ. Đúng rồi, hy vọng là vậy. Còn Campuchia, ngay nước láng giềng mình là Campuchia cũng căng lắm đó. Nó đồ bùng phát ghê gớm lắm. Tao bữa nay con làm gì mà con lại làm gì, nói gì chủ đề gì mà khuya dữ vậy? Con nói về cái chủ đề 30 tháng 4 thì con xem lại cái clip ông Trần Thủy Mộc Căng Áo ở Tokyo, Nhật Bản đấy, nói chửi cái đám que củi gà què chống cộng đoan ở bên Mỹ này, bên Canada ấy, bảo là tao không thích ngày 30 tháng 4 đen tối, bọn mày làm cho trắng cho tao được không? Mà người dân Việt Nam là ngày 30 tháng 4 người ta ăn uống vui chơi ngồi trên đầu bọn mày bài ca không quên lấy suốt. Con đó thì tao nghe nói con đó nói chuyện nó cũng rất là hỗn, nhưng mà nhiều khi nó cũng có lý. Thôi kệ nó đi, nhưng mà tao cái chuyện nó cũ rồi, bây giờ nó bác nói con nghe là nó không còn cái gì để phải bàn cãi nữa. Ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước thì còn đông, rất là nhiều người còn bị lệ thuộc vào cái vòng kiềm tỏa của cái lá cờ đó, nhưng mà bây giờ con thấy rồi đó, càng ngày nó càng yếu xìu. Bây giờ thậm chí nó mới ra nó mới được một cái tòa án của chính phủ Hoa Kỳ vì cái tội xâm nhập vào cái vụ mà coi như tòa nhà Quốc hội đó, nhớ không? Thành ra bây giờ tao nghĩ là nó không có dám mà rầm rộ và biểu tình biểu đồ đêm cờ đêm đồ dương này kia đâu, khỏi vậy. Bởi nó liệt vào các cờ đó là cờ khủng bố rồi. Rồi tất cả những người lớn tuổi cũng gần sắp sửa xa trời xa đất rồi, cho nên vì đó ra không còn lại bao nhiêu đâu con. Vài le que mấy tên thôi, không có cái gì. Càng ngày thì còn cái đám trẻ là hậu vệ về cái ngày chiến thắng 30 tháng 4 hay là bọn nó cố tình bóp méo thực thật. Thêm vào một cái đó không khe, trời ơi, nó đã kéo dài nửa thế kỷ rồi. Cái đám hậu môn với hậu vệ con mẹ gì, trời ơi, nó có biết cái gì đâu mà chống với bác. Mày nghĩ mày coi cha nó còn làm không được trò trống gì, đừng nói nó, mệt quá. Mà tôi nói thiệt mày nhà mấy đứa trẻ bên Mỹ này nó không có 90 mấy phần trăm là không bao giờ nó ý chính trị cả. Như con tao nó không bao giờ nghĩ tới cái chuyện chiến tranh Việt Nam hồi xưa là cái gì cả. Nó chỉ biết lo đi cài đi kiếm tiền thôi, nó thẳng le que mấy cái cọng mấy móng ra hàng như thằng Chắc Xưng Bùi rồi đụ má A Quy rồi kia. Cái thực chất cái đụ má đếm để đồng con ta mấy thằng đó đem mẹ bóp mũi điện thùng rác hết, không có nghĩa địa gì chứ trời. Bây giờ nó kêu khàn cuốn họng rồi, mà thấy cái thằng gì đó, thằng Lãng Tử Yến Thanh gì nó chửi gì giống như chửi chó vậy, đồ má nhục mặt đồ, nó chửi đi đâu gặp cái ai ở đi đâu vậy. Mà mày nghĩ mày coi mày đếm mày coi từ xưa giờ bác cháu mình lên những rằng là thấy có mấy đứa, mà thấy có mấy đứa mày kể hết rồi, nhiều được 10 đứa không? Mà được 10 đứa không? Chưa được 10 đứa đủ má, từ Hùng Lân Giác Sân Bùi đủ A Quy Nguyễn này cao lắm 6-7 đứa. Mày nghĩ sao 100 triệu dân Việt Nam sợ bảy đứa đó hả? Đồ má mày nói chuyện gì kỳ vậy? Tại vì tao với mày đây là đồ mà chửi cho nó xui sướng mày cái đồ má, cái ai mà sợ xiết gì đó đâu vậy? Bởi vì nó không có trọng cái lần đó, nó không có trọng lượng, nó không có mẹ gì. Cha ông nó thì cha ông của đám trẻ trâu đấy, trầu tre này này, nó bảo là tốt nhất là bây giờ muốn hòa hợp dân tộc thì Việt Nam không nên tổ chức ngày 30 tháng 4. Trời ơi sao mệt quá đây. Mày nói chuyện với đó anh chị để ý, nhiều khi tao hồi xưa tới giờ tao nghĩ hồi đầu tao hăng hái tao chửi tao bới, nhưng mà riết rồi càng ngày ta thấy rượu má chửi, mà chửi cái đám quỷ này với cha, mà chửi như đầu trâu mặt ngựa, nó có biết cái gì đâu mà chửi, đủ nó khổ lắm vậy. Nên vì đó cũng không khe nữa. Nhiều khi ta nói mấy cái chuyện đó, nhiều khi ta nghĩ vượt nó đủ mấy cái chuyện bá vơ, nhà tại sao mình hòa của mình mà đủ cái gì chứ nó khổ vậy. Nhưng tật hay ứa miệng phải không, gặp thì chịu không được lên chửi vậy thôi, chứ thì mấy cái thằng một ngàn thằng như nó đủ nó không rời đi cộng đồng mắt của đủ mà Việt Nam mình, nó đừng nói ở mà cái thứ đó. Trời ơi đủ mà nghĩ sao vậy đủ. Người ta cũng đã dẫn chứng cái bài hoài. Thế cháu hỏi bác nhé. Bác ngày trước từng là người lính ở bên kia chiến tuyến, nhưng mà bác vẫn về quê hương đất nước, vẫn đóng góp cho quê hương đất nước, thậm chí là còn quay ra chửi cái đám que củi cờ vàng, cái đám bây giờ suốt ngày nói xấu về quê hương đất nước. Thì bọn nó nói rằng là không nên kỷ niệm ngày 30 tháng 4 để hòa hợp dân tộc. Nhưng có thể ai bác này, có thể ai chửi bới bác, hay là có thể ai ngăn cấm, nhà nước có ngăn cấm bác không? Không, cái này thì ta nói cho mày nghe. Mình nói một cách nôm na như vậy hiểu là đây là người cái đồng ý của 97 triệu dân của Việt Nam mình là họ mày, bởi tụi này nó nói đâu có hiểu gì đâu giải thích thôi. Cái ngày 30 tháng 4 là ngày đó, là ngày mình phải nói câu như vậy, ngày là giải phóng dân tộc Việt Nam và sát nhập vào hai miền Nam Bắc hòa hợp. Cái ngày đó đã hòa hợp rồi. Từ đó chính vì ngày đó cho nên giữ cái sự đi lại giữa miền Bắc với miền thống nhất hai miền Nam Bắc. Đó là hòa hợp rồi. Còn cái đám cò ke lục chốt này thiệt mày, tao làm chính phủ tao đã hòa hợp mày thuộc dạng hàng dưới. Nó giống như kiểu mày rượu mà hai thằng rượu mày thằng kia nó quýnh thua mày không lẽ nó ngồi đứng lên mày phải quỳ lại tao nó à. Biển đi, không có cái chuyện cái điều phi lý vậy. Ta không có học và giải nhặt gì đối với mày trên trời, mệt quá. Tao mở rộng cái cửa đó, mày muốn thích thì tao cấp giấy phép cho mày về, không về thôi kệ cha mày, hơi sức đầu mùa học vợ nó không có, bởi vì nó không có lấy cái lý do gì vợ. Mà nó chuyện ngang ngược, mệt lắm, nói chuyện toàn thường téo cả ngỗng, nói chuyện mà mệt lắm, tao không cần phải hòa hợp, không cần hòa hợp và giải chó gì rồi. Ở đây việc người ta thao thiết nghĩ là ai thích về là về. Và về với tâm hồn trong trắng và không có cái chuyện gì là phản động thì ok. Về độ mà hoạt phản động là bắt nhốt mẹ hết lao rồi, mà tao không có hòa hợp biết với mấy cái đám này, mệt lắm. Bởi trong bụng của tụi nó lúc nào nó không thấy, bởi vì khi nó có ông cha ta thì nó coi là cái gọi gan ăn thức ở. Nó thấy Việt Nam mình càng ngày càng phát triển, là càng ngày càng có cái sự vị trí đứng uy tín trên thế giới nè, rồi càng ngày càng nói chung là càng giàu có nè. Đó thẳng mày bây giờ cái nhà Việt Nam nó bán hết cả tài bên này, chưa chắc gì nó mua được cái nhà Việt Nam. Là mình thấy một thằng nào có nhà bên này cũng đều là mua trả góp chết mẹ luôn, mua xe bên này cũng trả góp chết mẹ luôn, không có thằng nào mà dám được mà đưa tiền bột cọc tiền mà đủ có tiền nữa không dám mà đi ra mà kêu điều là mà mua một cái xe mà trả tiền cái cọc không dám luôn. Trong khi đó ở Việt Nam mình rượu dân ngày càng giàu to, rượu mà thấy có thằng khoa biết gì đó rượu mà nó đi mua xe mặt xe đi mà nó đóng cái kiểu như đi chợ hàng tôm bằng cá vậy, xách cái vỏ lát rượu má đi đựng tiền để đi mua xe, rượu má mà thấy quái động, đâu phải một mình thằng đó thôi, rượu đủ thứ trò. Người dân mình càng ngày càng phát triển, dân thì tông có từng nói rồi, dân bây giờ nó không còn kiểu đủ ăn đủ mặc nữa, mà tôi gọi là ăn mặc đẹp nữa, rượu má sướng rồi. Càng ngày mà thấy rõ ràng xe hơi Việt Nam mình nó càng ngày càng thừa mứa. Thậm chí vài năm nữa là Nguyên Phát ở Việt Nam mình nó bán cho dân với giá rẻ, chạy cùng đường coi như, mà nhiều khi người ta không dám mua tại vì không biết để đâu. Nhưng thực chất mày Việt Nam càng ngày càng phát triển thì nó tức. Ồ anh đang tức lắm, anh cảm thấy anh tức vậy không, anh tức thì anh chửi động giống như chó sữa ma hơi sức đầu để ý mấy thằng đó, mà tao không để ý mấy cái thằng đó. Thiệt cái vậy. Thế này bọn nó là lý do nhà nước đưa ra cái nghị quyết 36 với chỉ thị 45 này là muốn đưa những người ngày trước từng ở bên kia chiến tuyến về để sử dụng người ta, bởi vì người ta thông minh, người ta tài giỏi và người ta có tiền, và mỗi năm những người Việt kiều ở hải ngoại đó đóng góp cho Việt Nam là 10,7 tỷ đô la đến 19 tỷ đô la. Đó, là... đó thì nó đâu có hiểu, thậm chí thằng tụi này nó ngu lắm mà nó không có hiểu bất cứ gì. Cái kiều hối đó, đâu phải là người Việt kiều điên tụi nó đâu độ. Mình nói một cái điều quan trọng này, thí dụ đặt hợp nó có gửi tiền về Việt Nam cho nữa thì nó gửi về cho thân nhân nó, chứ nó đâu có gửi về cho đủ chính phủ nhà nước gì đâu. Mỹ không? Mà cái số tiền 17 tỷ đó có chứ không phải là không có, nhưng mà nó sai lầm chỗ ở đây là cái sự kiều hối của làm ăn của Việt Nam với nước ngoài. Đa số là người, những cái công ty ở nước ngoài hợp tác nào, nói chung là rất là nhiều. Còn cái lượng mà kiều bào mà gửi về cho thân nhân của họ một số nhỏ lắm con, chứ nó không phải cao lắm, chừng tỷ. Còn 16 tỷ kia là do cái vấn đề là hợp tác lao động, là rồi vấn đề mà buôn bán sản xuất mà kiều hối, chứ nó không phải đâu có lý gì. Tụi này nó ngu bỏ mẹ đi, cái gì nó cũng dành phần ngu, cho nên bị đó mệt. Nhiều khi cãi nói gì chán lắm, nhiều khi mình không có nói tụi gì mình cãi cái ngu mệt phiền. 17 tỷ đâu mày, nó gửi là gửi cho người thân của nó, gửi cho cha mẹ bà con dòng họ nó, chứ nó có gửi cho nhà nước rồi mà thấy rõ ràng không? Mà nói cho cùng thì trong xã hội mình thấy rõ ràng có nhiều cái buồn cười, đúng nó cũng cãi, sai nó cũng cãi, đủ cái thứ gì nó cũng cãi, nghĩa là không có thứ gì mình không cãi. Mà thấy không, nhiều bác đâu là nói sự thật, bác là nó đùng. Ở dưới cũng có vài thằng comment cũng chửi, nó khổ vậy. Bây giờ mày làm đúng nó cũng chửi, mà làm sai nó cũng chửi, mà bất cứ phải làm cái gì nó cũng chửi. Con người Việt Nam nó kỳ cục của chỗ đó chứ, mình thấy rõ ràng rất buồn cười. Đây sẵn sàng là cái đây là chuyện ngoài lề, mà bác cũng gài game vô để bác nói một vài câu. Chẳng hạn như ở Việt Nam bây giờ có những cái phương nổi lên cái chuyện mà Võ Bằng Yên là ông Lăng Băm Võ Má Độ, nó lường gạt từ trong thân Tây, từ Mỹ tới Á, là làm chết người từ đưa ra. Hiện giờ người ta đang tố cáo y xèo vậy, nhưng mà cũng có số người cũng binh vực, cũng chửi lại. Thấy là người ta nói là sách có mắt có chân có chứng, rồi làm đơn thưa gửi các cái luôn, ban ngành làm một đoàn thể không có bằng chứng, có đầy đủ rồi. Mà đủ mà ở dưới nó cũng chửi à, đủ nó cũng đem lên nó chửi à, đủ má. Và có chuyện không ở dưới, mà có chuyện này không dính dáng gì tới đó cả, nó cũng đem lên nó chửi thoải mái, đúng má. Tình trạng tôi nói đã gọi là xã hội thì nó có những cái thành phần lớn như vậy, đủ nó làm như nó đẻ ra mỗi ngang hông trong bụng ra, chứ không phải từ gốc, không phải là đẻ từ cái người làm cha làm mẹ, nó ngang ngược và nó xấu xí mà nó. Mình cũng không thể tách được, bởi vì đã là xã hội thì nó phải có những thành phần như vậy, nó thẳng là vậy. Bình thường không có chuyện gì, bởi vì nó nói là nó gọi là không có cái chuyện gì nó cũng quậy lên cho có chuyện, để nó có chuyện để nó nói. Mày coi cái phim mà cái gì mà cái cuộc tuồng mà kinh điển của Việt Nam gọi là Nghêu Sò Ốc Hến không? Rượu quan huyện hỏi bên ai có chuyện gì không, rượu má gì thằng Quyện Đề nó hỏi không có chuyện, không có cái chuyện gì trơn xảy ra với làng với phố rồi êm ấm lắm. Nó đụng không có sao phải quậy lên cho nó có chứ, vậy sao sống được. Đụng phải quậy lên đó, được cái thường có thành phần vậy đó, buồn cười đó mà tao không có để ý mấy cái chuyện đó. Cháu buồn cười nhất bọn nó sống lưu vong ở hải ngoại, thì bọn nó lúc nào cũng duyệt binh như là tổ chức ngày kỷ niệm 30 tháng 4 đen tối. Người dân ở Việt Nam thì người ta đang vui chơi ăn uống thoải mái, du lịch thì cũng hạn chế rồi, thì cũng chống đối. Người ta kêu gọi chính phủ nhà nước người ta là không nên tổ chức ngày lễ 30 tháng 4 nữa. Nói chung là như vậy, nó không có thẩm quyền và nó không được quyền nói những câu như vậy. Nói là cái gì mà nói chuyện ngang hàng với lại đất nước Việt Nam mình mà nói không được quyền này không được quyền kia. Ví dụ mà cái chuyện đó mà thấy rõ ràng không, giống kiểu như mà ít ngồi đấy giếng nó không hiểu nó là ai. Thôi cho tao mất mệt luôn hết cái chuyện đó. Nếu mà cháu tin rằng 30 tháng 4 nó đến trước một năm thì bác không khéo không bị thương. Đúng rồi. Thì tao đã bị thương trước rồi, mà tới ngày 30 tháng 4 thì thiệt mấy thằng lính mà thấy rõ ràng nó có những phim tư liệu đó, có một anh chàng lính cởi quần cởi áo ra là thay người dân. Họ chỉ có mong muốn là khi mà tàn chiến tranh về mới có gì, có clip đó mà thằng đó nó tiếng Anh rất là giỏi. Nó giỏi, nhưng mà thời đó là nó ở chung với tụi Mỹ, ra vì chỗ nó phiên dịch cái gì đó thì nó nói là nó chỉ muốn về hòa bình, rồi nó về nó chạy taxi rồi nó nuôi vợ nuôi con đó. Mày nói có khúc phim tư liệu ngoài phỏng vấn nước ngoài mày có coi khúc đó không? Đó, nó chỉ cần là hòa bình rồi xong rồi về chạy taxi để mà nó nuôi vợ nuôi con thôi, ngoài ra không muốn gì cả, bởi vì chiến tranh nó quá lâu và nó tan thương. Thì cái người dân Việt Nam mình nói một cách khác hơn nữa là coi như là đồng lòng đồng tình, và cả cái miền Nam này tới đó, cả miền Nam chỉ trừ mấy cái thằng Ba Que cò cây lục chốt mấy cái thằng Á Ôn thôi, thì họ đều rất là vui mừng là bởi vì từ đây nó không còn cảnh chết chóc, mà không còn cảnh chia, không cảnh còn cảnh là mẹ người vợ khóc chồng kia, con khóc cha. Nói chung là tất tần tật bắt đầu từ giờ nó là chấm dứt chiến tranh, cái điều đó là người dân ta hò hở phấn khởi. Nhưng một số người đúng là bẩn bựa ở đây, thậm chí nhiều khi họ để tâm đã từng nói đến cái like rồi, cái người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đi chiến đấu không có lý tưởng con mẹ, chứ chỉ có lý tưởng tiền thôi, đủ má đi lên lương đi lính để đánh lương đó, rồi thậm chí nhiều khi đi lính là vô trong cái đào ngủ ra cái đi ra đây đầu quân cho cái lính khác, rồi một thằng lại 7, 6, 7 xác lính nên chi rồi lấy tiền không có mẹ chứ. Lý tưởng là tiền mà thấy không, thành không có chuyện nó thua xa ngoài miền Bắc. Miền Bắc đói khổ nhưng mà người ta đi lính không lương, người ta đi lính vì lý tưởng. À, còn ở Việt Nam, còn chính người nào bà thì chẳng có lý tưởng, con mẹ những đó thì tao cũng đã từng nói rất là nhiều lần rồi. Các diễn đàn ở hải ngoại ấy, các diễn đàn phản động hải ngoại nó đều nói rằng là này, ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, miền Bắc vào xâm chiếm, cưỡng chiếm miền Nam để cướp của tài sản của miền Nam đem về làm giàu cho miền Bắc. Mấy cái thằng đó không có não. Tao đã đi nhắc lại hoài và mày nó không có đảo. Nó dùng cái từ á, nó dùng cái từ miền Bắc Việt Nam là thấy nó sai 100%, là thành ra mình cũng không cần phải nói. Bởi vì sao? Đất nước Việt Nam là từ Nam đến Bắc phải cùng một dải, cùng lịch nối liền, còn không có chuyện cắt ngang thì mới gọi là Việt Nam. Mà khi mà đưa ra mày đó nó cái dạng mà nó chia ra đến miền Bắc miền Nam là coi như là mày đéo hải, mày không hiểu mẹ chứ, nó thẳng vậy. Đất nước Việt Nam đâu có, bạn từ thường mà học sử mà thấy là đất nước Việt Nam hình công như chữ S. Cái điều đó là cái điều vỡ lòng hồi xưa mà đi học rồi biết rồi. Mà tôi hỏi miền Nam bác thì... được học như thế. Thế mai sau về sau cháu là thế, con cháu vẫn được học. Đất nước Việt Nam có hình công như chữ S. Ừ. Mà... nhưng mà tao hỏi mày á, bây giờ nếu mà nói như mày thì nước nước Việt Nam đâu có, mà vậy thành ra đổi là nước Việt Nam nó tròn quay giống như cái hồng dịch. Tại vì các con khúc có một khúc thì làm sao có thành ghét nữa, bởi vì nó ngu, cho nên là không thể nào nói là đất nước Việt Nam là một miền này hay là miền kia, mà đất nước Việt Nam phải liền một giải, nó biết là đất nước Việt Nam. Trước hơn là bọn nó nói xuyên tạc này này, miền Bắc vào cướp chiếm miền Nam để cướp của cái tài sản mang niềm làm giàu cho miền Bắc. Tao nói thiệt mẹ, kệ mẹ đi, không ai cản được, nó nói thì ai cản được, là tự do ngôn luận, ai nó muốn nói gì thì nói thôi. Nhưng mà cái điều mà tao lên tôi nói hoài, tao nói hoài độ mà đó là thuộc dạng kêu mà xanh sao để muộn, mà thời lúc mà Nguyễn Cao Kỳ phát ngôn cái câu đó năm 1990 mấy, ông về nước 2000 mấy, 1990 thì ông nói một câu rồi đó. Tao không có thèm nói, vì tao nói với mày hoài, đừng nói chuyện nhỏ, nói chuyện lớn không, nói chuyện thủ tướng với Liên Hiệp Quốc không, là nói chuyện quốc tế không, là đủ chứ không có nói chuyện lớn nhắc. Thấy không, Nguyễn Cao Kỳ đủ có nước có mất cho Tây cho Tàu gì đâu mà phải đi phục quốc. Má đồ toàn là một thứ rồi kia chữ te tôi chứ mà ai là gì, dù mình là phó tổng thống là ngang, đừng quá ông có đơn giản ngang. Rồi còn mà Nguyễn Văn Thiệu sao? Đất nước Việt Nam là nước cộng sản mà được Liên Hợp Quốc công nhận. Tôi mà có lấy số vàng nó đi ra nước ngoài thì chúng nó cũng sẽ đòi lại cho bằng được, bởi vì đất nước nó là hợp pháp. Đủ mấy tổng thống của nó, đủ mấy đừng đúng không? Cái câu về nhân đúng rồi. Vậy thì cả cái gì? Đừng má khỏi cần cãi con nít. Coi tụi nó là nít tép riêu đó. Bullshit đủ như đóng cất đủ má rồi khỏi mấy con cãi mệt lắm. Tao mới đưa cái hệ nó cãi đang mà đưa hệ nó nói gì mà đưa cái clip ra cho nó đủ cái đây là ông cố nội nó, mà nói là ông cố nội của tụi bay nè đủ, chứ không phải bình thường đủ chi cả gì là mệt đúng khổ không mệt không cãi. Không lẽ ngồi cãi tao đâu với nó mà cãi hoài, tao nó cãi với đám người như Hùng Lân rồi cái đám Jackson Sơn Bùi mấy năm nay rồi mệt rồi, tuổi già sức yếu không cần cãi đâu về tốn rồi để dành sức để mà về Việt Nam hưởng thụ phải không? Ngồi đó mà cái đó bây giờ nó không còn gì cháu cả. Mình cứ lên nói chuyện chơi vậy. Thì nhân dịp hôm nay là ngày 30 tháng 4 kỷ niệm tròn 46 năm ngày chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Thì bác đời cảm nhận là người trong cuộc chiến, bác cảm nhận gì về sự thống nhất? Theo thì hàng năm thì theo thông lệ thì tới cái tháng này nè, tới cái tháng 4 thì các báo đài, ví dụ như các báo đài mà mình gọi là các báo đài xấu như RFI, RFI, BBC tiếng Việt ngoài kia thì nó hay cái chuyện nó đã rồi thì nó không thể nào nó phủ nhận là không có được, nhưng mà nó hay nói xấu, nó hay xuyên tạc, mày không? Thì cái chuyện đó lặp đi lặp lại hoài mà năm nào cũng như năm nào, cho nên ra người dân Việt Nam nó cũng thờ ơ. Bây giờ người dân Việt Nam mà họ không có để ý đến chuyện đâu, mà Hầu Tâm đã nói với mày rồi, 90% dân Việt Nam họ không để ý tới chính trị. Mà cái lý do mà không để ý tới chính trị đó, nhưng mà người ta không để ý nên không để ý để biết cho tại sao không? Biết do tại vì họ quá sung sướng, họ bình yên. Để tao cũng đã từng nói trên Calai của thằng Cơ Quan có người họ thờ ơ với chính trị nó, bởi vì sao? đất nước không có chiến tranh hòa bình thì giờ tao là làm ăn không mà tao học nhiều thi, tao không có ý chính trị, hiểu. Chính vì chỗ đó họ thờ ơ với chính trị và họ đang hưởng trong một cái sự hạnh phúc mà hầu như ai các nước khác ai cũng thèm muốn cả, nhưng mà họ lại thờ ơ. Mình trách là người trách người. Màu thờ đấy à, cho nên vì cái đó thì bác đâu nghĩ sao cứ mỗi làm xương về mà tao nó thông báo mình biết á, cái ngày 30 tháng 4 thì 9-12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 là ngày cháu ngoại tao ra đời, mà năm nay là không dám lên, tức như là ngày mai nè tổ chức bích đề ngày cháu ngoại tao đó, cái thằng nhóc hồi xưa tao hay giữ đó là nó sinh ra đúng ngày 30 tháng 4. Bà bên ngày 30 tháng 4 bên này không dám tới nó, bởi vì cả gia đình ta bị lây cho nên bị nhiễm virus là không dám tới đó, nó mở ba đi thì mình trao cái khuyên nó là không có nên mở gì cả, tất cả mọi người đều ở. Thế đi tiêm phòng về vẫn lây á bác? Như bác như vậy là bác không bị, tức nhìn nó lây, bác trong con người của bác vẫn có tiếp xúc với những người, ví dụ như là vợ bác bị viêm nhiễm thì bác có thể lây qua người khác. Ý tao buông nói là tao đã được bảo vệ bởi vi phòng, nhưng mà chính tao cũng là cái người đi lây cho người khác, mặc dù tao không bị gì cả. Mày hiểu tao nói không? Có nghĩa là chính vì đó mình hạn chế đi ra đi đứng, hạn chế tiếp xúc là bởi vì mình có thể lây bệnh cho người khác mặc dù mình không bị gì cả. Đó, nó khổ rồi đó, đó là vẫn được viện là cộng đồng mà, cho nên vì vậy đó. Thì cái ngày mai là ngày biết đề của thằng cháu tao, cháu ngoại, mà tao không đi được, không dám đi tới nó, chứ mỗi năm tao tổ chức rồi, tao hò hát rồi, bởi vì cái này là nói thật, là ngày này là ngày bít đề của cháu tao rồi, sẵn đó tao cũng ăn mừng ngày 30 tháng 4 luôn, cũng bằng bàn rồi. Nhưng mà năm nay nó bị cái vụ dịch này cho nên ra hiện giờ nó đang nó sai cái điều mình tính toán, không đi đâu được cả. Vì giờ tao đi ra thì tao đi thì ok, nhưng mà ta sợ đi ra ngoài là tiếp xúc nữa, người đi chợ đi búa này tiếp lây nhiễm người ta thì tội, vì đó tao không đi, tao ở nhà để qua ngày vừa hết ngày 14 ngày coi bà xã tao bả làm sao rồi bắt đầu quyết định là đi làm trở lại. Thì ok con vậy đó, thì không biết nói gì hơn là ngày 30 tháng 4 này cầu chúc cho người dân Việt Nam là ăn chơi cho nó vui vẻ, mà nhất quán là phải thực hành theo cái chỉ thị của nhà nước là giãn cách xã hội, là không tổ chức những nơi đông người, là nhất là không nên đi tới những người có thể là dịch tới bùng phát đi. Thì mà phải công nhận là người Việt Nam rất là hay, chủ trương của nhà nước như thế nào thì đi y chang vậy đó, bởi vì cho nên bị đó cái sự mà coi như là bùng phát dịch của Việt Nam cũng khó lắm, với lại phòng chống dịch của Việt Nam là rất là tốt, mà cả thế giới đều ngưỡng mộ, mà thấy rõ ràng các báo đài quốc tế đều lấy Việt Nam là một hình tượng gương mẫu. Cho nên vì chỗ đó mà phải hiểu cái này, có nhiều đừng chủ quan. Cái nước Ấn Độ cũng có vaccine của Ấn Độ, có nghĩa là cũng là người đầu đi tiên phương về phòng chống, nhưng mà khi nó ra toan là như vậy đó, mà thấy chết khủng khiếp. Cái điều này tôi nói cho là nghe này, cũng áp dụng cái điều này ở nước Việt Nam, bởi vì Ấn Độ tôn giáo nó nhiều, nó bị thuộc dạng bị lệ thuộc tôn giáo quá nhiều. Nó có đạo Hindu, là đạo Phật, là đạo Đủ Trời, Bà La Môn, tất cả rất là nhiều ở tôn giáo của Việt Nam, ở Ấn Độ rất là nhiều. Vẫn còn cái thủ tục mê tín dị đoan, vẫn còn tắm nước sông Hằng. Mà biết có cái lễ Ramadan, cái lễ gì mà của sông Hằng đó, cái hàng triệu người bu lại để mà hàng năm để làm cái lễ đó, mà thấy là chính vì vậy nó lây nhiễm, nó chết dài mà thấy không? Bởi vì mình đây là mình cái chuyện mà tín ngưỡng thì ta không có nói tới, nhưng mà ta muốn nói cái điều này, có nên làm những cái chuyện mà như vậy không? Bởi vì mình hiểu rằng cái điều đó nó rất là tác hại. Mỹ này cũng vậy mà thấy rõ ràng không? Đồ đã bị dịch mà đi biểu tình, đồ mà cả hàng triệu người đi biểu tình thì hàng triệu người dính thôi, đồ mấy chuyện đơn giản, áo khổ vậy đó. Thế này ra Mỹ toàn bị Covid là đi biểu tình. Đúng rồi, còn Ấn Độ thì vì đạo, độ mà đạo gì không biết nữa mà nó kéo xuống ùng tắm nước sông Hằng, mà tắm nước sông Hằng rồi vui lắm này mày biết rồi. Đúng rồi, rồi xong rồi thiêu xác cũng liệng xuống sông, đồ heo gà bò chết cũng liệng xuống sông, rồi người chết cũng liệng xuống sông. Nước sông ô nhiễm như vậy mà lúc nào cũng đi tắm, mà nghĩ mà coi điên khùng đến mức độ vậy thôi. Mày vậy đó, đó là cái đề mê tín dị đoan, mày không? Mà mê tín dị đoan mà thời buổi bây giờ 4.0 rồi, gần 5.0 rồi mà không ai cũng không biết gì hết. Ấn Độ rất là giàu, khoa học kỹ thuật có bom nguyên tử có, đó đầy đủ trên trời á. Nhưng mà cũng nó chỉ có phân bò với uống nước bò để trời ơi, trời nó khổ vậy, nó vẫn lạc hậu, nó vẫn lạc hậu kinh khủng luôn. nó vẫn lạc hậu kinh khủng luôn. Nó chỉ có một cái nhóm người giống như Trang như ngày xưa, chứ đội cũ mình chỉ một cái nhóm ở quận nhất là đội coi gì có giàu có đại khái thôi, để phục vụ cho quần máy thôi. Ngoài ra thôn quê Việt Nam ở Ấn Độ nó giống y nó còn tệ hại hơn trước ngày 7 năm, trước 3 năm này. Nó con người chứ cái dân tộc của nó kỳ cục lắm. Mà thấy mà đây là mình không nói mình chê ai, bởi vì phải để tao cũng là người Ấn Độ, nhưng mà tao khổ cái mà thấy người đàn bà của Ấn Độ dồn đến dơ dái, quấn khăn quấn cổ ù, trời ơi tao tởm quá mày đồ. Phiền quá. Thế bác đang nói xấu con dâu bác nha. À, con rể chứ, có con trai. Con gái